Thưa quý vị, hiện nay, bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp và đã có ca tử vong. Do đó, người dân cần khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh. Trong tuần, Long An ghi nhận 103 ca bệnh tay chân miệng, giảm hơn 20% so với tuần trước và tăng trên 71% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung đến nay, Long An đã ghi nhận 696 ca, giảm 7% so với cùng kỳ 2022, là 750 ca. Một ca tử vong ở huyện Châu Thành, phát hiện 14 ổ dịch, tăng 8 ổ dịch so cùng kỳ 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, Đức Hòa là địa phương có số ca mắc cao nhất với 254 ca. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngành y tế tỉnh Long An chỉ đạo các đơn vị địa phương tăng cường giám sát, xử lý ổ dịch tay chân miệng, sốt xuất huyết triệt để và truyền thông các biện pháp phòng chống để người dân chủ động thực hiện.